first aircraft carrier being outfitted, and it looks like it'll be ready for. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đang được tái trang bị và có vẻ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm tới. Đây không phải là tàu mới mà Trung Quốc mua của Ukraine năm 1998 và do Liên Xô cũ chế tạo. Trung Quốc mua với giá 20 triệu đô và phải mất nhiều năm mới kéo về đến cảng Đại Liên này. Trung Quốc nói chiếc tàu cũ sẽ được dùng làm khách sạn nổi ở Macau, nhưng cuối cùng nó nằm trong cảng hải quân. Người ta đang sửa chữa lại sân bay trên tàu và lắp đặt các thiết bị như chúng ta có thể nhìn thấy, hệ thống radar, kể cả các khẩu súng mới nữa. Tất cả sẵn sàng để tàu có thể ra khơi trong vài tháng nữa. Đây là một bước tiến đáng kể về quân sự của Trung Quốc, lần đầu tiên làm chủ một tàu sân bay. Các quan sát viên tin rằng vì đây chỉ là loại đơn giản mà thôi, Trung Quốc sẽ dùng để huấn luyện và đào tạo phi công cho tàu sân bay. Người ta tin rằng Trung Quốc có tham vọng tự chế tạo 5-6 chiếc nữa để có thể thành lập một hạm đội đúng nghĩa của nó. Điều đáng nói ở đây là khả năng quân sự của Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Nó là dấu hiệu của một nước đang trở thành cường quốc và muốn bành trướng ảnh hưởng ra bên ngoài. Điều đó có nghĩa là trong khu vực Á Châu này, Trung Quốc bắt đầu có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ về ảnh hưởng chiến lược. Cách cảng Đại Liên 1.000 cây số theo con đường đất nhỏ này ra ngoại ô thành phố Vũ Hán là một cơ sở mà người ta tin rằng nằm trong chương trình tàu sân bay của Trung Quốc. Nếu các bạn nhìn băng qua cánh đồng, sẽ thấy mô hình của một tàu sân bay được thiết kế sâu trong đất liền. Người ta có thể nhìn thấy hình dáng của sân bay, đài kiểm soát bên trên, và nếu nhìn kỹ, bạn còn thấy mô hình của trực thăng và máy bay chiến đấu. Các quan sát viên nói rằng cơ sở này được xây dựng ở đây vì Hải quân Trung Quốc cần tìm hiểu cách vận hành tàu sân bay, cần huấn luyện thủy thủ đoàn, thiết lập các hệ thống trước khi có thể vận hành chiếc tàu đang được tân trang ở Đại Liên một cách hữu hiệu. Và Trung Quốc còn cần nhiều hơn vậy. Họ phải mua loại máy bay phù hợp với tàu, phải mua trực thăng, phải mua vũ khí chống tàu ngầm và hệ thống radar trên không. Họ cần có nhiều loại vũ khí và hệ thống nữa để có thể biến một tàu sân bay trở thành thực sự là một chiến hạm. Các quan sát viên dự kiến Trung Quốc muốn có 6 tàu sân bay trong vòng 10-20 năm tới. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc còn cần nhiều việc nữa phải làm và huấn luyện hải quân của họ trở thành một lực lượng chiến đấu hữu hiệu có trang bị tàu sân bay.